Gorilla. Đấu trường đã trở lại, đã đến lúc những chiến binh ẩn mình thức giấc. Hãy tập hợp những người ưu tú từ những quân đoàn mạnh nhất cho cả thế giới thấy nơi mà bạn thuộc về. Chứng minh ai mới là kẻ mạnh nhất. Không có bí mật thì chiến thắng, đó là kết quả sự chuẩn bị và tập luyện chăm chỉ. Hãy phá vỡ giới hạn của bản thân, đừng lấy sợ hãi làm cái cớ để dừng lại. Hãy để khao khát chiến thắng lớn hơn nỗi sợ thất bại, tìm mọi cách để đánh thức bản năng sinh tồn. Người chiến thắng không nhất thiết phải là người mạnh nhất, cũng không nhất thiết phải là người nhanh nhất, mà đó là người có chiến lược tốt nhất. Đừng dừng lại chỉ vì nỗi sợ của bản thân, hãy chiến đấu vì danh dự và đồng đội. Đừng dừng lại cho đến khi mình là người cuối cùng. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu Esports đỉnh cao.